Mùa Eileen xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mùa Eileen. Hiện tại thì Liên đang ở thành phố Sơn La cả nhà. Ở đây thì là Liên đang đứng ở quảng trường của thành phố Sơn La nha cả nhà. Ở ngay trên trước ngay đằng sau Liên đây là hình ảnh Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Bác Hồ là lúc nào cũng vẫy tay chào đồng bào. Ở Hòa Bình mình là cũng có, ở thành phố Hòa Bình mình là cũng có tượng Bác Hồ nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi, của mình là tượng xây ở trên công trình thủy điện Hòa Bình ấy, xây ở trên đi đường trên đấy lên. Nhưng mà ở Hòa Bình thì lại là tượng Bác Hồ màu trắng. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đi vào trong này để tham quan quảng trường Sơn La cũng như là Bác Hồ kính yêu của chúng ta nha cả nhà. Ôi, em thấy là ở trong này có rất là nhiều hoa anh ạ. Từ đầu quảng trường đến ở giữa quảng trường. Và Liên đang đứng ở giữa quảng trường nha cả nhà. Thì vẫn có rất là nhiều hoa ở quanh đây. Ở đằng sau này là có một bia đá hình hình hoa ban anh ạ. Ở đây là có thổi kèn này. Nhờ những cô gái chàng trai thổi kèn này. Ở giữa xem nào. Ở giữa là những chàng trai cô gái đang nắm tay nhau múa xòe anh ạ. À đúng rồi. Múa xòe là của đồng bào dân tộc Thái đúng không anh? Đúng rồi, thì có cái các dân tộc hay sao, hình trên hình ảnh là tất cả các dân tộc là cùng nhau múa xòe. Đó, đấy, tượng Bác Hồ của chúng ta thì rất là to và cao cả nhà. Bác Hồ kính yêu của chúng ta thì lúc nào là cũng vẫy tay chào đồng bào. Đúng rồi, ở đây rất là hòa đúng không? Đúng rồi. Hoa này là hoa gì nhỉ anh nhỉ? Hoa này hoa cúc. Hoa cúc. Em có mấy con chim bồ câu ở đâu này? Em đuổi theo xem nhá. Con chim bồ câu là nó phải bay thì mới đẹp. Quảng trường này rất là to rộng nhỉ? Đúng rồi. Ở bên này là các cô gái Thái là đang đánh chiêng này, nhảy sạp này. Các trò chơi dân gian mà ở trong các lễ hội của các đồng bào dân tộc ấy. Đúng thì đều khắc lên đây. Wow, những ngôi nhà nữa này anh này. Bức tượng này là cao mấy mét đấy nhỉ, sao mà cao thế? Đúng rồi, em cao hơn cả mình cũng chưa tìm hiểu ấy. Đây là cũng không biết là cao bao nhiêu mét. Đây, em đứng ở đấy xem, em rất là nhỏ bé so với cái khung hình này luôn. Trời ơi. Wow, đúng là quảng trường ở Sơn La rộng thật đấy cả nhà. Lúc đấy là mình có đi qua một cây cầu anh. Em thấy là ở Sơn La cũng là cũng có một con rồng để tượng trưng cho năm con rồng của năm nay ấy. À, của năm mới đây đúng không? Hôm nay thì trời nắng chói chang luôn cả nhà. Nắng cháy đầu. Wow. Thời tiết ngày hôm nay là nhiệt độ nắng lên đấy, nên là nóng lắm. À đúng rồi. À lúc đấy là em quên chụp ảnh kỷ niệm với Bác Hồ ở quảng trường anh ạ. Hay là mình đi chụp ảnh lại nhá. Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc này. Liên phải chụp ảnh để kỷ niệm. Ở quảng trường này thì đứng ở trên này thì thấy bao quát cả hết cả quảng trường nhá cả nhà. Đó. Okay. Ôi, nắng chói quá anh ạ. ERP. Được rồi. Đi thôi. Ở bên kia là có rất là nhiều hoa giấy này này. Bao quanh ở đây là họ đặt rất là nhiều hoa giấy ở đây luôn. Ở trên đường đi ấy, mình cũng thấy là hoa giấy ấy là người dân ở trên đường ấy, người dân cũng trồng ở ngoài cổng ấy để trang trí cái cổng. Wow. Có mấy cây mà em thấy mà nó to, nó cao mà nó đẹp lắm luôn đấy. Bây giờ đang nở rất là nhiều hoa. Đúng rồi. Thường thường là quảng trường người ta sẽ đặt trụ sở của tỉnh ấy. Đây là cơ quan đầu não. Hội đồng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ ở đây luôn. Thì anh Khanh rất là quan tâm về các vấn đề về chính trị luôn ấy. Đó, đây là ngôi nhà gọi là cơ quan đầu não thôi chứ. Đấy. Đây, ở đây là rất là nhiều chậu hoa giấy này. Những cây này là cây bé thôi cả nhà. Còn trên đường là Liên thấy có rất là nhiều cây to. Họ trang trí ở ngoài cổng ấy. Nhiều lắm nhỉ. Đây chắc phải hai mấy chục thùng ấy. Nắng quá, ở đây là mát hẳn luôn. Quảng trường em thấy là hoa này là wow.
Kín hết cổng trường, ở quảng trường mà. Anh Khanh chụp cho em cái ảnh. IAP, IAP. Hoa nhiều lắm đấy nhỉ? Đúng rồi. Em thấy hàng rào đằng kia không? Bên giấy đằng bên kia cũng là hoa giấy, ở đây cũng là hoa giấy, ở bên này cũng là hoa giấy anh ạ. Đấy, cả hai bên đường này. Rất là nhiều. À, thấy quảng trường Sơn La rộng quá mà quên nhiệm vụ hôm nay phải chia sẻ với cả nhà. Đó là hôm nay thì Liên sẽ đi quay và chia sẻ với cả nhà về nhà tù Sơn La nha cả nhà. Nhà tù Sơn La thì Liên cũng chưa đi bao giờ, thì Liên cũng muốn vào đấy và khám phá và trải nghiệm, cũng như là chia sẻ cho cả nhà, để cả nhà sẽ cùng Liên đi khám phá và trải nghiệm xem như thế nào nha. Đi thôi. Bây giờ thì Liên đã có mặt tại khu nhà tù Sơn La rồi nha cả nhà. Thì bây giờ là Liên khu sẽ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đấy. Liên sẽ vào đây để mua vé. Liên đã mua được hai vé, một vé cho anh Khanh và một vé cho Liên rồi cả nhà. Với vé thường thì là 30k một người, còn vé của các chú, các bác cựu chiến binh thì sẽ là 15k một người nha cả nhà. Thì ít người thì sẽ không có hướng dẫn, nên là bây giờ là Liên sẽ đi cùng đoàn với các bác và các ông. Các ơi, đoàn mình là từ đâu đến hả bác? Đoàn mình là từ đâu đến hả bác? Đoàn mình là từ đâu đến ạ? Thái Nguyên. Thái Nguyên ạ. À, sông Công Thái Nguyên ạ. À, vâng. Các cô đang thử đạo. Chưa, đang đứng ngồi. Đi. Cái áo khoác, cái áo khoác bằng vàng. Đông bác. Đây hơi đông nên là mình sẽ hơi đi. Ngồi bên này. Xin được giới thiệu với quý các bác, đoàn chúng ta đang dừng chân trên ngọn đồi Khao Cả. Và Khao Cả theo tiếng dân tộc ở tại đây có nghĩa là vững chắc. Đứng trên đồi cao quan sát được một phần lòng chảo của thành phố Sơn La. Và đây cũng chính là vị trí đắc địa để phòng ngự về mặt quân sự, nằm áng ngữ giữa ngã ba đường Sơn La đi Hà Nội, Sơn La đi Điện Biên, Lai Châu và Sơn La đi Mường La, tỉnh Lệ cũ. Chính vì vậy, vào năm 1904, sau khi cho chuyển tỉnh Lệ từ Vạn Bú, Mường La về đóng tại Sơn La, thực dân Pháp đã lựa chọn ngọn đồi Khao Cả này xây dựng một số nhà mục công trình quan trọng, trong đó thì bao gồm tòa công sứ, trại lính Hố Xanh, trạm quân y, trường học. Và đặc biệt tới năm 1908 đã giáo diết cho xây dựng tại đây một nhà tù nhằm giam giữ những tù nhân chính trị và người Việt Nam yêu nước. Và đó chính là nhà tù Sơn La. Đây là cổng chính, còn ngay phía bên trên là chòi canh, vẫn còn được giữ nguyên vẹn từ thời Pháp cho tới ngày nay. Và để tìm hiểu thêm, cháu sẽ mời đoàn di chuyển phía bên trong, kính mời. Xin được giới thiệu với quý các bác, với tổng diện tích là 2.184 m². Tại đây thực dân Pháp xây dựng tổng cộng là 49 phòng giam. Tuy nhiên hiện nay về kiến trúc thì đã không còn được nguyên vẹn vì đã trải qua hai cuộc ném bom của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và ở tại đây thì dân Pháp cũng không dùng những biện pháp tra tấn trực tiếp như là máy chém hay chuồng cọp giống như nhà tù Côn Đảo và Hỏa Lò, mà tại đây dùng bệnh tật để tiêu hao tù nhân. Tù nhân của chúng ta khi bị đẩy từ dưới xuôi lên giam cầm đã mắc rất nhiều các căn bệnh như là phù thụng, kiết lỵ, thương hàn, đặc biệt là căn bệnh sốt rét rừng hoành hành rất dữ dội. Và khi bị ốm thì tù nhân ở tại đây không được phát thuốc chữa trị mà sẽ để chết dần chết mòn vì bệnh tật. Chúng còn cho lây truyền bệnh tật bằng cách là trong các phòng giam ở tại đây thiết kế nhà vệ sinh như thế này. Nhà vệ sinh này cao hơn sàn nằm của tù nhân, được thiết kế theo lối tự hoại, tuy nhiên không cho dội rửa thường xuyên và không hề có nắp đậy. Phía bên ngoài thì xây ô cửa lớn, nói là để tiện cho việc tù nhân dọn dẹp dội rửa, nhưng chúng đã lợi dụng những đợt gió Lào đặc trưng của vùng Tây Bắc, mở các cửa này ra để gió thốc ngược lại phòng giam, mang tới không khí vô cùng hôi thối, ô uế và ngột ngạt. Và đây là nguyên nhân chính nhằm gây bệnh đến tiêu hao tù nhân ở tại đây. Lúc bấy giờ nhà tù Sơn La được ví như một địa ngục trần gian. Nhưng cũng chính tại nơi này, khí tiết của những người cộng sản đã trở nên chói sáng. Nơi đây ươm mầm lên nhà giống đỏ đầu tiên trong phong trào cách mạng ở tại Việt Nam. Tiêu biểu như các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Lương Bằng, và đặc biệt phải nhắc tới công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu, người được coi là cánh chim đầu đàn trong phong trào cách mạng ở tại nhà tù Sơn La. Và giới thiệu với các bác thì đây chính là cây đào mang tên đồng chí Tô Hiệu, là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cho tinh thần đấu tranh bất khuất về nhân quyền ở đây đấy ạ. Và xin được giới thiệu với quý các bác thì đây chính là phòng giam nơi giam cầm đồng chí Tô Hiệu trong suốt 4 năm ở tại nhà tù Sơn La. Phòng giam này được thiết kế hình tam giác.
vuông. Trong các phòng thì đặt một thùng đựng phân tiểu không có nắp đậy. Và đây là phòng giam cá nhân duy nhất ở tại nhà tù Sơn La có cửa hướng ra đường lính đi tuần. Và khác với tất cả các phòng giam khác thì đều có cửa hướng ra hướng cổng chính. Và khi giam cầm đồng chí tô hiệu tại đây thì nhằm mục đích là cô lập đồng chí, để đồng chí không liên lạc với các tù nhân. Và có một thực tế rằng khi bị giam tại không gian chéo chật hẹp thì sẽ gây ức chế tinh thần cho tù nhân. Tuy nhiên thì đồng chí vẫn bí mật viết tài liệu huấn luyện cho anh em, được anh em tín nhiệm bầu làm trưởng ban huấn luyện và bí thư chi bộ nhà tù. Nhưng do sức khỏe yếu thì đồng chí chỉ giữ chức bí thư được tầm khoảng hơn 1 năm và không may thì đã hy sinh tại một vị trí khác. Thì là cháu mời các bác di chuyển bên trong để cùng thắp hương và tìm hiểu. Và đoàn chúng ta thì đang di chuyển trên con đường đi tuần của lính phía bên trong nhà tù, hay còn gọi là con đường rong. Và trước đây thì dân Pháp thiết kế hệ thống tại đây lên tới là 4 chòi canh, 3 chòi tỉa 3 góc của nhà tù. Và bên kia chính là chòi canh trung tâm ạ. Và đứng trên các chòi canh này lúc nào cũng có lính canh gác và đứng trên cao có thể quan sát được mọi hoạt động của tù nhân phía bên trong cũng như bên ngoài nhà tù. Và đặc biệt là quan sát được một phần phố chợ Trường Lề, là phố chợ có từ thời được Tân Thất ạ. Xin được giới thiệu với quý cô chú ở 49 phòng giam ở tại nhà tù Sơn La. Thì đây là phòng giam đặc biệt hay còn gọi là phòng phạt giam. Phòng giam này có chiều dài là 1,6m, ngang 1m và cao cũng chỉ có hơn 1m. Trong các phòng đặt ngay một thùng đựng phân và nước tiểu không có nắp đậy. Nhưng cao điểm thì phòng giam này giam giữ lên tới là 4 tù nhân của chúng ta. Các đồng chí khi bị giam cầm tại đây chỉ có thể là đứng khom lưng, ngồi bó gối hay là tay nhau nằm co. Diện tích chật hẹp trong các phòng đặt một thùng đựng phân và nước tiểu không có nắp đậy, nên không khí trong phòng giam ở tại đây thì vô cùng hôi thối, ô uế và ngột ngạt. Nơi để vận dụng nấu ăn của anh em tù nhân, để đồng chí được bên cạnh đồng đội vào những giây phút cuối đời. Và vào đây chỉ để tầm khoảng hơn 1 tháng. Và hồi 10 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 1944, sau một cơn ho ra máu kéo dài, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng ở tại đây. Khi ấy đồng chí tôi hiểu mới 32 tuổi, nhưng đã có 12 năm tuổi đảng, 8 năm tù khổ sai và chưa từng lập gia đình. Anh em lúc bấy giờ đã đấu tranh với cai ngục để được đem thi hài đồng đội mình đi chôn cất. Và trước đây tù nhân ở tại nhà tù Sơn La hy sinh, thường dân Pháp chỉ đem vùi xác sơ sài tại thung lũng vắng ngay dưới chân đồi, anh em còn gọi đó là nghĩa địa gốc ổi. Và duy nhất phần mộ của đồng chí tôi hiểu anh em đã đấu tranh, thực dân Pháp nhượng bộ để 4 tù nhân đem đi chôn cất. Các đồng chí đã bí mật làm một tấm bia đá khắc lên đó tên thời hiệu rồi đem đi chôn cùng. Tới năm 1980, toàn bộ nghĩa địa gốc ổi đã được khai quật, trong tất cả các phần mộ tại đây đều không xác định được danh tính. Duy nhất phần mộ của đồng chí thời hiệu là tìm được tấm bia mới xác định được. Và hiện nay đồng chí đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La, chính là nghĩa địa gốc ổi năm xưa cách nhà tù Sơn La khoảng 400m ngay dưới chân đồi. Vâng ạ, cháu xin kính mời các bác trưởng đoàn của các đoàn nhà mình sẽ lên để thắp cho đồng chí tôi hiệu một nén hương nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh và 80 năm ngày mất của nhà cách mạng liệt sĩ tôi hiệu. Kính mời các bác. Quý các bác, đây chính là chiếc bể nước ngầm để chứa nước sinh hoạt hàng ngày cho tù nhân ở tại nhà tù Sơn La. Dung tích là 50m3, đặc biệt thì chỉ có hệ thống thoát nước và không hề có hệ thống dẫn nước ạ. Còn đây ạ là một chiếc xe nước được phục chế lại theo nhân chứng lịch sử. Và trước đây thì thực dân Pháp đã quy định rằng một ngày một người tù ở tại đây phải đem về 7 chuyến xe nước như vậy, lấy nước từ suối Nậm La để nấu sốc đá và đổ vào bể nước ngầm. Lượng nước hàng ngày anh em tù nhân đem về rất là nhiều, nhưng có những thời điểm chúng đã quy định rằng một ngày một người tù chỉ được sử dụng duy nhất một ống vơi bỏ nước trong tất cả các sinh hoạt, kể cả uống ạ. Và một tuần tù nhân ở tại đây chỉ được tắm duy nhất một lần bằng 2 ống vơi bỏ nước mà thôi. Và chính vì vậy mà khi bị giam cầm tại đây, tù nhân của chúng ta đã mắc rất nhiều các căn bệnh ngoài da. Tổng bí thư Trường Chinh trước đây bị giam cầm ở tại nhà tù Sơn La, được anh em tù nhân tín nhiệm bầu làm đội trưởng đội xe nước. Công việc đi ra ngoài lấy nước là công việc vô cùng vất vả, nhưng đồng chí nào được phân công đều vui vẻ nhận lời vì các đồng chí được tranh thủ tắm trước khi quay trở về nhà tù. Tới năm 1930, chúng đã âm mưu cho xây dựng khu xà lim ngầm nằm sâu dưới lòng đất 3,5m để nhằm giam giữ những tù nhân chúng cho là cứng đầu cứng cổ, không thể cảm hóa được. Và xin được giới thiệu với các bác thì khu xà lim ngầm này thì chúng xây dựng vào năm 1930 ạ. Và với tổng diện tích 110m2, chúng đã xây dựng ở dưới đó lên tới là 7 phòng giam, có 5 phòng giam cá nhân, 2 phòng giam tập thể. Và hệ thống phòng giam cá nhân dưới đó thì sàn nằm dài chỉ có 1,6m, ngang là 60cm, đều gắn hệ thống cùng chân. Tuy nhiên khi bị giam cầm ở dưới đó chỉ có thể nửa ngồi hoặc nằm co. Nhưng ngay trên đầu mỗi sàn nằm của tù nhân đều khoét một lỗ để đặt một thùng đựng phân và nước tiểu không có nắp đậy, trên đó trực tiếp để cơm và nước uống của tù nhân luôn. Và trên mỗi cánh cửa dưới đó chỉ có một khe rất nhỏ để đưa cơm và nước uống. Khi cánh cửa phòng giam ở dưới đó đóng lại thì phòng giam không khác gì một chiếc hòm kín vô cùng hôi thối, ô uế và ngột ngạt. Và trung bình khu này giam giữ từ 13 tới 15 tù nhân, nhưng
cao điểm nhất đã giam giữ lên tới 156 tù nhân của chúng ta trong suốt 12 ngày đêm. Đó là vào ngày 13 tháng 5 năm 1941, ở tại nhà tù Sơn La đã xảy ra một cuộc đấu tranh giữa tù nhân chính trị và thực dân Pháp bằng hình thức tuyệt thực, vì thực dân Pháp vô cớ đánh kíp xe nước, tăng mức định khoán cho các công việc lao động khổ sai. Sau khi xa đẩy 156 tù nhân của chúng ta các phòng giam phía bên trên xuống dưới đó, thì chúng đã ra lệnh rằng không ai được để lọt mặt cơ với một tấm nước xuống đó, nếu phát hiện ra chúng bắn chết ngay. Và trong 3 ngày đầu tiên, 156 tù nhân đã đứng chen chúc nhau, không ai để thiết tế ngoặt cơm với một giọt nước, và rất nhiều đồng chí khát quá dùng chính nước tiểu của mình để uống. Ngay cửa mình hàm ra vào, chúng ta tại đó một thùng đựng phân và nước tiểu không có nắp đầy. Thùng phân đó giao cho một đồng chí làm công tác vệ sinh, ai có nhu cầu đi vào ống mương, truyền tay nhau và đổ vào thùng phân đó. Nhưng sang đến ngày thứ ba, thùng phân đó đầy tràn ra ngoài và sinh ra những con sỏi bọ trắng. Các cụ đã kể lại trong hồi ký cá nhân của mình rằng chúng tôi chỉ cần cựa mình cũng nghe tiếng nổ lép bép của những con sỏi, và muốn trợn mắt một chút, chúng đã bỏ hết vào mắt và mũi của chúng tôi. Sang đến ngày thứ tư, thứ năm, các đồng chí đã khát quá, đồng thanh kêu nước, nước, nhưng chúng vờ như không nghe thấy gì. Đêm hôm đó, anh Lính Khố Xem Dũng Cảm là người dân tộc Thái tại Sơn La cảm động trước tinh thần đấu tranh của các tù nhân, đã múc trộm nước ở bến nước ngầm tiếp tế cho các đồng chí bằng hướng cửa chính. Tuy nhiên vật dụng dự trữ nước không có, các đồng chí lại dùng chính những ống bơ, ống bưng bẩn đó để dự trữ nước. Sang đến ngày thứ bảy, đồng chí Tô Hiệu khi đi quét đường tuần của lính đã bí mật tiếp tế một ống bơ bỏ nước khẩu phần nước hàng ngày của mình cho 156 tù nhân bằng ô cửa sổ. Tuy nhiên cửa sổ dưới đó đều ở trên cao lại gắn lưới mắt sàng, không làm thế nào có thể lấy được nước. Các đồng chí đã phải cởi áo thấm và vắt chi nước uống. Lúc bấy giờ sức khỏe anh em giảm sút nghiêm trọng, ta tuyên bố xin ngừng đấu tranh, nhưng chúng không đồng ý. Vẫn bắt anh em tù nhân ở dưới đó thêm 5 ngày nữa là 12 ngày, còn soi lấy cơ thứ cơm thật cứng và hướng thứ bẩn chảy xuống từ trên đồi cho anh em tù nhân ăn, để các đồng chí tiêu hao vì căn bệnh đường ruột. Nhưng biết ở người đó ta đã động viên nhau, không ai ăn thứ cơm cứng và uống thứ nước bẩn đó. Trải qua 12 ngày đêm bị giam cầm dưới khu xà lim, thiếu không khí, hôi thối, ô uế lại ngột ngạt, chúng có nhiều bộ thả 156 tù nhân của chúng ta ra. Và có rất nhiều đồng chí sức khỏe yếu không còn bước được lên phía bên trên. Cuộc đấu tranh này để lại một bài học rất lớn cho chi bộ nhà tù Sơn La tổ chức thành công hơn các cuộc đấu tranh sau này. Và để tìm hiểu về khu xà lim, cháu xin kính mời quý cô chú và các anh chị di chuyển ở phía dưới để cùng tham quan. Kính mời. Xin được giới thiệu với quý đoàn, đây chính là trại giam lớn nằm ngay trên nóc xà lim mà đoàn chúng ta vừa tham quan. Và trước đây thì dân Pháp cho xây dựng và mở rộng vào năm 1930 nhằm giam giữ tại đây tới khoảng là 100 tù nhân. Tuy nhiên hiện nay thì việc cải tạo từ phòng trưng bày những vật liên quan tới nhà tù Sơn La. Và hôm nay cháu xin được giới thiệu với quý cô chú và anh chị, đây chính là bản vẽ thiết kế đầu tiên của nhà tù Sơn La do Sở Kiến trúc thuộc Nhà công chính Bắc Kỳ hoàn thiện tháng 10 năm 1907, được gấp rút xây dựng ngay vào đầu năm 1908 và hoàn thiện luôn vào cuối năm đó. Và bên đây thì Bảo tàng tỉnh Sơn La có cho trưng bày một số hình ảnh về Lính Khố Xanh, công sứ kiêm giám binh, trước đây làm việc tù dân Pháp ở tại nhà tù Sơn La. Và toàn bộ lực lượng Lính Khố Xanh chúng đã dùng là bà con dân tộc Thái ở tại địa phương, lợi dụng sự bất đồng với văn hóa tín ngưỡng, đặc biệt là ngôn ngữ đã dùng chính người Việt để cai trị người Việt ở tại đây. Và ở tại nhà tù Sơn La, tù dân Pháp đã không dùng biện pháp tra tấn trực tiếp mà dùng bệnh tật để tiêu hao tù nhân. Và âm mưu đó của chúng được thể hiện rất rõ qua trích thư mà tên công sứ Saint Poulos đã gửi đến thông sứ Bắc Kỳ vào năm 1932. Trong đó thì có đoạn viết: xin ngài cứ tiếp tục gửi chính trị phạm lên Sơn La. Bọn này nếu ở hỏa lò là những hạng hung hăng khó trị, thì rồi đây tới Sơn La chỉ trong vòng 6 tháng thôi, vì chủng sốt rét sẽ làm cho chúng suy nhược và trở nên hiền hòa. Và trước đây tù nhân của chúng ta thì đều bị thành án tại tòa đại hình hỏa lò Hà Nội, sau đó mới bị đẩy lên Sơn La giam cầm. Chúng đẩy tù nhân từ Hà Nội lên Sơn La bằng cách từ Hà Nội tới chợ bờ Hòa Bình, dồn tù nhân lên chiếc xe tải được bịt kín mít. Nhưng từ Hòa Bình lên tới nhà tù Sơn La, quãng đường này dài hơn 220 km, chúng bắt tù nhân ở tại đây là phải đi bộ trong suốt 11 ngày đêm. Và khi di chuyển đến vậy, chúng đã dùng những chiếc cùm ạ. Cứ cùng tay phải người này với tay trái người kia thành một đôi, mỗi người đều bị cùng chân và lê thành đoạn xích sắt dài 50 cm. Và 10 đôi như vậy, chúng đã dùng dây chão để sâu lại thành một chuỗi. Và di chuyển như vậy, chỉ cần một đồng chí bị ngã thì bạn bên cạnh cũng ngã theo. Vâng ạ. Và chúng đã đẩy tù nhân lên nhà tù Sơn La giam cầm bằng cách là khi di chuyển quãng đường dài như vậy, đã dùng chiếc cùm ạ. Cứ cùng tay phải người này với tay trái người kia thành một đôi, mỗi người đều bị cùng chân và lê thành đoạn xích sắt dài 50 cm.
Và mới đưa như vậy thì chúng nó dùng dây cháo để sâu lại thành một chuỗi. Và di chuyển như vậy, chỉ cần đồng chí bị ngã thì bạn đi bên cạnh cũng ngã theo. Một đồng chí yếu bụng thì bạn đi bên cạnh cũng phải đi theo để chịu đựng. Quãng đường di chuyển, tù nhân chỉ được ăn duy nhất món cơm thiêu và cá kho mốc. Kèm với những ngày dãi nắng dầm mưa, sức khỏe của nhiều đồng chí suy giảm và đã phải ăn nghỉ lại bên đường. Anh em còn động viên nhau là hãy cởi áo của mình ra để buộc vào chân thì mới có thể đi bộ được núi đá Tai Mèo lên tới nhà tù Sơn La. Khi lên tới nhà tù Sơn La giam cầm rồi, chúng đã bắt tù nhân ở tại đây là phải ăn cơm nếp quanh năm giống đồng bào tại địa phương. Nhưng bữa cơm này cho nấu rất nhão, lẫn chấu, sạn và chỉ cho ăn với muối trắng và canh rau muống già nấu xương. Trước khi đem nấu còn cho ngâm gạo nếp với nước vôi trong để tẩy trắng hạt gạo là mất hết vitamin. Đặc biệt là khi ăn thứ cơm đó vào thì căn bệnh đường ruột, căn bệnh phù thủng hoành hành quanh năm. Khi mắc phải căn bệnh phù thủng, cổ chân các đồng chí ở tại đây sưng rất to và trước khi đi ngủ sẽ bị cùm chân và những hệ thống cùm tập thể như vậy ạ. Khi cây ngục đóng sập những chiếc cùm này xuống khiến cổ chân chặt thít, không thể xoay chuyển và dẫn đến rỉ máu. Và rất nhiều đồng chí của ta đã bị hoại tử và chết từ cổ chân. Chúng không cho các đồng chí dùng bát đũa để ăn vì sợ rằng các đồng chí dùng lắm công cụ để chống đối. Chúng đổ thứ cơm nếp nấu nhão ra những chiếc máng dài làm bằng tre bằng gỗ cho các tù nhân ăn. Có rất nhiều đồng chí khi bị giam cầm tại đây vài ba năm mà không thể quen được với chế độ ăn đó. Đến khi ốm nặng sắp qua đời, anh em đồng đội đã hỏi đồng chí đó rằng: đồng chí có tâm nguyện cuối cùng gì không? Đồng chí đó đã trả lời rằng: ước gì có thể cho mình xin, dù chỉ là một miếng cơm tẻ, để mình có thể nhắm mắt. Trong ánh mắt rưng rưng nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, anh em đồng đội quặn thắt lòng mình trả lời đồng chí đó rằng: vùng đất này thì biết kiếm đâu ra được một miếng cơm tẻ. Còn với chế độ bệnh tật, trước đây tù nhân ở tại nhà tù Sơn La khi mắc về căn bệnh sốt rét, đi vệ sinh mà thấy ra máu là tự ngầm hiểu rằng đã có án tử dành cho mình rồi. Bên cạnh đó, chúng đổ lên đầu anh em tù nhân rất nhiều công việc lao động khổ sai. Và phía bên đây cháu xin được giới thiệu với quý cô chú và các anh chị một bức tranh mô tả lại cảnh một ngày của tù nhân ở tại đây. Khi sáng sớm tinh mơ, những giọt sương vẫn còn dâng đầy trên ngọn đồi Khâu Cả, các đồng chí đã phải nhanh chóng xếp hàng điểm danh ra ngoài lao động và họ đã phải làm rất nhiều các công việc như là nung gạch, tôi vơi, khai thác đá, khai thác gỗ, chở thóc gạo và chở nước. Tù nhân ốm thì vẫn phải đi làm, đi nhanh đi chậm hay nói chuyện riêng đều bị thực dân Pháp tìm cách tra tấn và đánh đập. Và với chế độ tù đầy như vậy thì có những thời điểm tại nhà tù Sơn La đã hy sinh lên tới 25%. Tuy nhiên trong đó không đồng chí nào có án tử hình. Và lúc bấy giờ các đồng chí nhận thấy rằng là cần phải có một tổ chức đứng dậy lãnh đạo anh em tù nhân ở tại đây giành lại quyền lợi của mình. Cuối tháng 12 năm 1939 tại trại Hai Giang, các đồng chí đã tổ chức một cuộc họp bí mật và thành lập ra chi bộ nhà tù Sơn La. Trên đây chính là danh sách 5 đồng chí từng giữ chức bí thư chi bộ nhà tù Sơn La qua từng thời kỳ. Trong 5 đồng chí, đây là chân dung của đồng chí Tô Hiệu, người đã hy sinh ở tại đây. Còn lại 4 đồng chí sau này đều giữ chức vụ rất cao trong đảng và nhà nước ta, như đồng chí Nguyễn Lương Bằng ạ, nguyên là phó chủ tịch nước, đồng chí Trần Huy Liệu là viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, đồng chí Lê Thanh Nghị nguyên là phó thủ tướng chính phủ và đồng chí Trần Quốc Hoàn nguyên là bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên. Và đồng chí Nguyễn Lương Bằng thì được bầu là bí thư chi bộ lâm thời đầu tiên. Và ngày mai, ngày 2 tháng 4 năm 2024 cũng chính là kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng ạ. Tới năm 1942, đồng chí Trần Đăng Ninh bị bắt và đánh giam cầm tại nhà tù Sơn La. Đồng chí đem theo nghị quyết Trung ương 8 lên tới chi bộ nhà tù. Dân phong trào cách mạng ở tại Việt Nam lúc này vô cùng thuận lợi, nhưng hầu hết cái lãnh đạo của chúng ta đều đang bị bắt giam tại các nhà tù đế quốc và cần phải tổ chức quần cộng đưa các đồng chí trở về lãnh đạo phong trào, chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 năm 1945. Tuy nhiên Sơn La lúc bấy giờ là vùng rừng rậm hoang vu, được mệnh danh là nơi Lam Sơn chướng khí, rừng thiêng nước độc. Người ta còn thường có câu nói: nước Sơn La ma vạn bố, hay Sơn La đi dễ khó về, ngày đi thì có, ngày về thì không. Và chi bộ nhà tù Sơn La thì nhận định rằng cuộc vượt ngục này mà muốn thành công cần phải tìm được người dẫn đường. Và qua rất nhiều lần tuyển chọn, chi bộ đã lựa chọn được một thanh niên ưu tú ở tại Sơn La là người dẫn đường cho cuộc vượt ngục, đó chính là đồng chí Lò Văn Giá. Đồng chí Lò Văn Giá sinh năm 1919, quê tại bản Cọ, phường Chiến An, thành phố Sơn La, là một người thông thạo địa hình vùng Tây Bắc, nói giỏi cả tiếng Kinh, tiếng Mông và tiếng Thái, hoạt động tích cực trong hội thanh niên Thái cứu quốc lúc bấy giờ. Đồng chí đã có công rất lớn đưa 4 tù nhân chính trị vượt ngục thành công, đó là các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trần Đắc Ninh, Lưu Đức Hiểu và Nguyễn Văn Trân. Sau khi chia tay 4 đồng chí bên bờ suối rút của tỉnh Hòa Bình, thì các đồng chí khác đã dồn tất cả thuốc men tiền bạc còn lại trên người đưa cho đồng chí Giá và khuyên rằng không nên quay trở về Sơn La vội,
mãi lên vùng dẻo cao để dạy chữ cho đồng bào dân tộc Mông một thời gian. Khi nào tình hình ổn định, nối liên lạc với chi bộ thì anh quay trở về. Lúc bấy giờ đồng chí Giá vô cùng nóng lòng. Vợ nhà mới sinh con thứ hai được hơn một tháng, đồng chí bình tĩnh và nói với bốn tù nhân rằng: "Thưa đồng chí yên tâm, các đồng chí vượt ngục thành công là tôi mừng. Tôi đã có cách để đối phó. Nhưng không ngờ rằng ngay sau khi quay trở về Sơn La, đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt tại sân nhà. Chúng đánh đập, tra tấn đồng chí vô cùng dã man, biến dạng hoàn toàn khuất mặt để moi thông tin về cuộc vượt ngục. Tuy nhiên đồng chí Giá rất kiên trung, không khai, không nhận bất cứ thông tin nào. Chúng đã vô cùng bất lực và không đủ căn cứ để kết tội đồng chí. Chính vì vậy, tới một ngày đầu tháng 10 năm 1943, đưa đồng chí Giá vào rừng và bắn thủ tiêu đồng chí một cách rất hèn hạ. Khi ấy đồng chí Giá mới có 24 tuổi. Sau này, tới năm 1994, đồng chí được Đảng và Nhà nước ta truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng rất tiếc hiện nay chưa tìm đồng chí Giá quay trở về bên đồng đội của mình. Từ khi chi bộ nhà tù Sơn La ra đời, một trong chủ trương lớn của chi bộ là cần phải xây dựng được các cơ sở cách mạng phía bên trong cũng như bên ngoài nhà tù. Chi bộ đã cảm hóa được một số các đồng chí trước đây làm việc các thực dân Pháp ở trong nhà tù Sơn La như là cai ngục, y tá và lính khố xanh, sau này trở thành cơ sở cách mạng chính phía bên trong nhà tù của ta. Còn phía bên dưới đây chính là bạn chiến đấu của đồng chí Lò Văn Giá, hoạt động tích cực trong Hội Thanh niên Thái cứu quốc. Và ngay đầu tiên đây chính là chân dung của đồng chí Tòng Lanh, là chú ruột của đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên là phó chủ tịch thường trực Quốc hội nước ta đấy ạ. Năm 1952, thực dân Pháp thất bại trước chiến dịch Tây Bắc và rút chạy khỏi Sơn La. Trước khi rút chạy, chúng đã cho máy bay ném bom vào nhà tù nhằm xóa đi dấu tích tội ác của mình. Bên cạnh đó, cho tiêu hủy toàn bộ hồ sơ liên quan tới tù nhân chính trị. Và hiện nay thì bảo tàng tỉnh Sơn La đã đang lưu giữ, sưu tầm và trưng bày tại đây hơn 900 bộ hồ sơ. Ở đây có tên tuổi, năm sinh, quê quán và một số hình ảnh chân dung các đồng chí trước đây bị giam cầm. Thì cháu có thể mời quý cô chú và các anh chị di chuyển để chúng ta tham quan. Còn ngay phía bên đây thì xin được giới thiệu với quý cô chú, đây có một số hình ảnh của các cựu tù nhân chính trị. Trước đây các đồng chí bị giam cầm ở tại nhà tù Sơn La, sau này các đồng chí quay trở lại thăm nhà tù và để lại những dòng cảm tưởng của mình ở tại đây. Ở đây có một số đoàn của các đồng chí Mai Chí Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Duật, Trường Trinh và một số các đồng chí khác. Còn bên đây thì bảo tàng tỉnh Sơn La cho trưng bày một bức tượng bán thân bằng đồng của đồng chí Tô Hiệu do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tặng cho bảo tàng tỉnh Sơn La nhân 60 năm ngày mất của đồng chí Tô Hiệu. Còn ngay phía bên đây, cháu xin được giới thiệu với quý cô chú, đây chính là toàn cảnh khu nghĩa địa có hồi năm xưa, nay là nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La. Và toàn cảnh khu nghĩa trang liệt sĩ được thiết kế như một chiếc bóng điện khổng lồ với ý nghĩa rằng ở nơi ngục tù tăm tối, ánh sáng của đảng vẫn soi sáng khắp núi rừng Tây Bắc. Và tại đây phần mộ của đồng chí Tô Hiệu thì an nghỉ ngay chính giữa sau tượng đài chính. Hai bên có 6 phần mộ tập thể của những liệt sĩ vô danh. Còn phía bên đây phần mộ tượng trưng của đồng chí Lò Văn Giá vẫn mong rằng là sẽ tìm được đồng chí quay trở về bên đồng đội của mình. Và cũng nhân kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 4 năm thành lập khu tự trị Thái Mèo, tỉnh Sơn La là một trong 6 tỉnh Tây Bắc duy nhất được đón đoàn đại biểu cấp cao, dẫn đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm. Đi theo đoàn của Bác năm đó còn có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác sĩ Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch và nhà thơ Tố Hữu. Đoàn đã đi thăm các địa điểm ở tại Sơn La, bắt đầu từ khu thủ phủ tự trị Thái Mèo của huyện Thuận Châu. Và chiều ngày 7 tháng 5 năm 1959 thì đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La. Và cũng chính vì vậy mà tỉnh Sơn La đã rất vinh dự được lựa chọn để xây dựng quảng trường Tây Bắc thành phố Sơn La, là quảng trường đại diện của 6 tỉnh Tây Bắc nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Tây Bắc đấy ạ. Từ năm 1930 tới năm 1945, thực dân Pháp đẩy lên giam cầm tại nhà tù Sơn La tổng cộng 14 đoàn, lên tới 1013 lượt tù nhân. Sau này có 147 đồng chí giữ những chức vụ rất cao trong Đảng và nhà nước ta. Trên đây chính là danh sách. Và trong 147 đồng chí hiện nay còn đồng chí Mai Phi, tức đồng chí Bùi Ngọc Xuyên, nguyên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, và đồng chí Hạng Vũ, hai cụ đều còn đang sinh sống tại Hà Nội. Năm nay các cụ đã hơn 100 tuổi rồi đấy ạ. Cháu sẽ mời đoàn di chuyển ra ngoài để chúng ta tiếp tục tìm hiểu. Tròi canh trung tâm và cũng chính là khu vực hành chính của thực dân Pháp trước đây. Trước đây chúng đã kê bàn làm việc ở tại hai bên để kiểm soát lực lượng tù nhân. Mỗi khi tù nhân đi ra ngoài lao động hay đi lao động về thì đều phải đi qua đây để chúng điểm danh rất là gắt gao. Và đây cũng chính là lối ra vào duy nhất của nhà tù Sơn La trước đây. Cháu sẽ mời đoàn di chuyển ra ngoài để chúng ta tiếp tục tìm hiểu.
Ngày hôm nay cháu xin được giới thiệu với quý các bác, ở đây có một số hình ảnh các công trình thực dân Pháp xây dựng trên ngọn đồi Khao Cả vào năm 1930. Đây chính là tòa công sứ Pháp và bên đây chính là nhà quân y ạ. Chúng ta có thể so sánh ra thì đây là một bản người Thái lúc bấy giờ. Các công trình xây dựng ở tại đây rất là đẹp. Tuy nhiên trước khi rút chạy khỏi đây vào năm 1952, vì chúng thất bại trước chiến dịch Tây Bắc, chúng đã cho máy bay ném bom và xóa đi toàn bộ dấu tích tội ác đã gây dựng ở tại đây. Và ở tại nhà tù Sơn La thì trải qua rất nhiều đời công sứ, nhưng đặc biệt độc ác nhất phải nhắc tới đó chính là tên công sứ người Pháp Saint Poulot, và đây chính là chân dung của hắn ạ. Khi hắn lên cai trị nhà tù Sơn La đã biến nơi đây thành một địa ngục trần gian, nơi giam cầm và đầy đọa tù nhân bằng những hình phạt vô cùng khủng khiếp. Hắn cũng chính là người đã xây dựng tuyến đường đi đầy của anh em tù nhân, lấy tên là đường mòn Saint Poulot, trước đây là quốc lộ 41, này là quốc lộ 6 từ Hà Nội lên Sơn La. Và khi xây dựng tuyến đường này, lấy đi rất nhiều sinh mạng và sức lực của bà con dân tộc tại địa phương cũng như là tù nhân chính trị. Và vào năm 1936 thì đồng chí Trần Huy Liệu bị đẩy lên nhà tù Sơn La giam cầm. Đồng chí đã miêu tả về quãng đường đi đầy của anh em tù nhân ở tại đây qua bài thơ với tựa đề Trên đường đi Sơn La. Một xích hai thằng khắp đó đây, ngủ ăn đá ỉa chẳng rời tay. Anh em ta thắt dây liên lạc, trên bước đường xa cát bụi đầy. Và chính vì sự độc ác của hắn, tới năm 1934, hắn đã bị đầu độc và chết ngay tại Sơn La này, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Cháu sẽ mời quý cô chú di chuyển để tham quan nơi bêu đầu đồng chí Đàm Văn Lý ở tại nhà tù Sơn La. Kính mời. Ở tại nhà tù Sơn La đã diễn ra là hai cuộc vượt ngục. Cuộc vượt ngục đầu tiên diễn ra vào năm 1941 là do tự phát và không thành công của hai đồng chí Đàm Văn Lý và Nông Văn Sàng, đều là người dân tộc Tày quê tại Cao Bằng. Trong một lần thực dân Pháp đẩy ra ngoài đi lao động, thấy thực dân Pháp sơ hở nên tìm cách là bỏ trốn. Tuy nhiên trốn được thì không thông thạo địa hình vùng Tây Bắc, đã lạc trong rừng, chỉ quanh quẩn 3-40 km trở lại. Và lúc bấy giờ thực dân Pháp đã xuyên tạc với bà con dân tộc ở tại địa phương rằng tù nhân chính trị bị giam cầm ở tại đây là những kẻ cướp của, giết người, bị đầy từ dưới xuôi lên giam cầm, không được nói chuyện, tiếp xúc cũng như là chứa chất. Và chúng đã treo thưởng rằng ai lấy đầu một tù cộng sản trốn chạy được thưởng 5 tạ muối trắng, tương đương với 20 đồng bạc Đông Dương. Và lúc bấy giờ muối trắng ở vùng Tây Bắc thì vô cùng khan hiếm, phản động địa phương đã ra sức lùng sục, bắt gặp hai đồng chí đi lạc trong rừng. Bắt được đồng chí Đàm Văn Lý thì ngay lập tức chặt đầu về đổi lấy 5 tạ muối trắng. Đồng chí Sàng chạy thoát thân ở một hang sâu. Phản động địa phương ngay lập tức lấy đá lấp chặt miệng hang và đồng chí Sàng thì mất tích. Khi lấy được đầu đồng chí Đàm Văn Lý, chúng đã cho bêu tại đây trên một chiếc hòm gỗ, phơi sương phơi nắng trong suốt 3 ngày đêm. Hàng ngày anh em tù nhân đi con đường này ra ngoài lao động và đi qua con đường này về, chúng đã bắt tù nhân là phải nhìn vào đầu đồng đội của mình để khiếp sợ không còn dám bỏ trốn nữa. Và đồng chí Đàm Văn Lý chính là anh trai của thượng tướng Đàm Quang Trung, nguyên là tư lệnh quân khu 1 đấy. Vâng, và tới đây thì hành trình tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La cũng đã kết thúc. Cháu rất cảm ơn quý cô chú, anh chị đã đồng hành cùng cháu và lắng nghe cháu thuyết minh. Chúc đoàn mình có thật nhiều sức khỏe và hy vọng một ngày gần nhất cháu lại đón quý đoàn lên thăm mảnh đất Sơn La. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều ạ. Và xin mời đoàn đi chuyển ra ngoài. Sau khi mà được tham quan một vòng nhà tù Sơn La cũng như là được chị thuyết trình hướng dẫn một đi qua một vòng nhà tù, thì Liên cũng cảm thấy là tự hào về các vị anh hùng của chúng ta là rất là kiên cường, không chịu khuất phục trước những khó khăn, thách thức mà kẻ địch đưa ra. Và Liên cũng rất tự hào vì mình là một người con của đất nước Việt Nam. Hy vọng là sau này và sau này nữa thì đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa. Bây giờ thì cả nhà sẽ cùng Liên ra ngoài bên kia xem ở ngoài kia có những gì nhá. Ở bên kia là nhà tù Sơn La, còn ở đây sẽ là nhà bảo tàng của thành phố Sơn La nha cả nhà. Bảo tàng của khu di tích lịch sử. À, ngay bên này là các cô là có bán hoa quả này. Ở đây là cây giống mận hả cô? Cây mận đấy. À. Mận này là mình nhập về à cô, hay mình tự làm, mình tự lai à? À. Các cô có bán mận cơm này, mận hậu này, đào nữa nè. Oh. Đào không lông nha cả nhà. Trơn. Đào trơn. Đào trơn này 1 cân bao nhiêu hả cô? 50.000 1 cân ạ. À? Có cả dâu này, khoai. À, dâu này, khoai. Khoai này chín rồi à? Khoai chín rồi đấy, hay khoai đi. Đặc sản ở trên này đi, ở Sơn La là rất là nhiều hoa quả nhỉ cô nhỉ? Cô cháu 1 cân đào ạ. Mình ăn nửa cân thôi chứ. Ăn đi. Hai người ăn nửa cân thôi cô ạ. Anh Khanh là không thèm đào, Liên là rất là thèm đào nha cả nhà. Có mận nữa mà nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà hôm trước mình lên tà số là mình ăn mận. Đây, lấy tiền đây.
không, không mận mùa này là mận này trái vụ ấy, nên là nó chua chua, nó không chín hẳn ấy anh, là nó sẽ có vị hơi chua chua. Để có mận cơm nhỏ nhỏ. Đảo ở đây là đảo này là mình nhập đâu về hả cô? Ở đây. Ở đây luôn ạ? Đảo ở đây luôn. À. Cái lá còn tươi lắm kìa. Đúng rồi. Chắc là sáng nay các cô vừa lấy về đấy. Ở trên quả đồi này là có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố luôn, nhưng mà ở đây nó hơi khuất cả nhà, không nhìn thấy. Ở trồng nhiều cây to quá ấy, nên là bị khuất. Thông quan một vòng thì có thể thấy là nhưng các ông cha ta là thật là kiên cường và bất khuất luôn. Bao nhiêu khó khăn như thế nhưng mà không một chịu khuất phục. Đấy một cân à? À, một cân rồi quá. Đây Liên đã mua được một cân đào rồi cả nhà. Đây cô có nước dừa phải không cô? Có. Thì... dừa hả? Vâng. Nước dừa ạ. Ừ, anh Hành uống nước mía, nước dừa. Nước dừa bao nhiêu hả cô? 35.000. Thế nước sấu ạ? Nước mía, nước sấu 15.000. Cho cháu một nước sấu. Nhất, xịn nhất. Cô quay xong uống luôn, mát mẻ. Em uống nước dừa, anh Khanh uống nước mía. Anh uống nước xấu. Ừ, anh uống nước xấu. À, em uống nước dừa đúng không? Vâng. Anh uống nước xấu. Nóng quá cả nhà, đây là sẽ vào đây uống cốc nước đã. Ở trong này cô là có bán các đồ đặc sản Tây Bắc nữa này. Ở trên Tây Bắc là có nhiều đặc sản lắm cả nhà. Đi vào đây không chỉ được tham quan mà còn được mua các đặc sản ở trên này mang về nữa. Cảm ơn cái đặc sản tuyệt vời nhé. Dạ. Toàn những cái thơm ruốc ngâm rượu. Thuốc hạ, thuốc ngâm hả cô? Các thuốc xong là hạ nước uống cái chỗ. À. Cái nước dừa của em đã được rồi nhé. Ai, nhanh quá. À, đào còn. Dạ vâng. Lá còn rất là tươi xanh nha cả nhà. Đào vừa vặt ủi các cô vừa vặt đấy, bác thấy cô vặt trên nương mang xuống. Vâng. Mời cả nhà nhá. Đó. Vàng chín rồi đấy này. Nhưng mà vẫn hơi chua chua. Với thời tiết mà nắng nóng thế này ấy, ăn hoa quả với lại uống nước dừa mát lắm cả nhà. Nước mía thì nhất rồi. Mía cho đá có thể sướng lắm. Wow, thử một ngụm nước dừa xem nào. Mát lắm anh ạ. Cô bán hàng ở đây lâu chưa cô? Cô bán cũng từ một thời gian đấy. À, dạ. Em dâu cô nó bán. Vâng. Ừ. Nên là đông quá nên giúp nó. Hôm nay là có các bác một đoàn ở tận Thái Nguyên lên cơ. Đúng rồi. Đấy, các bác đều là cựu chiến binh. Đúng rồi. Bên tham gia. Những người cống hiến cho đất nước. Thăm nhà tù Sơn La. Rồi cháu xin ạ. Có nước xấu. Và mùa này cả nhà mà lên Mộc Châu Vân Hồ thì rất là nhiều đào. Đào trơn này là chín rất là nhiều rồi cả nhà. Thì nếu mà mình muốn ăn ngon thì mình vào tại vườn và hái tại vườn, ăn tại vườn thì nó sẽ ngon và tươi hơn. Ở ngoài thì nếu mà họ mang đi bán rồi ấy, thì sẽ kiểu để hơi lâu rồi ấy, thì nó sẽ không còn tươi ngon như ở trên cây nữa. Ăn ở trên cây là nó còn ngon hơn đấy cả nhà. Hiện tại thì thời tiết ở chỗ cả nhà như thế nào rồi ạ? Ở đây thì hôm nay rất là nóng, hôm nay 37 độ à cô? Ừ, hôm nay 37 độ. Ôi, thời tiết này mà đi ngoài đường như kiểu ở trên lò lửa ấy cả nhà. Thì hẹn cả nhà là trong những video tiếp theo Liên sẽ quay chia sẻ với cả nhà tiếp nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi video của Liên. Cả nhà nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ vợ chồng Liên nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.